Xin kính chào quý vị và quý cư dân. Quý vị và quý cư dân đang theo dõi bản tin chung cư Hyundai Homestead. Bản tin tuần này của chúng tôi có một số nội dung chính sau đây. Thưa quý vị và quý cư dân, trong niềm hân hoan phấn khởi chào đón xuân Bính Tân năm 2016, một trong những hoạt động thường niên được ban quản lý tòa nhà phối hợp với chủ đầu tư và đại diện cư dân tổ chức đó là hội làng hưu. Ngày hội là một hoạt động sinh hoạt văn hóa đầy ý nghĩa và là một nét đẹp riêng của chung cư Hyundai Homestead và được tổ chức hàng năm. Nhằm tạo ra một sân chơi ý nghĩa, giàu tính giáo dục, đồng thời nâng cao hiểu biết cho các em nhỏ về phong tục tập quán và văn hóa dân tộc, Hội Làng Hưu đã mang đến rất nhiều các hoạt động phong phú và độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, các gian hàng ẩm thực, viết thư pháp, nặn tò he, chơi các trò chơi dân gian như nhảy sạp, đập niêu, đố vui, v.v. Đến với Hội Làng Hưu, quý vị vừa được thưởng thức không khí sôi động với những nét đẹp văn hóa hết sức độc đáo, ấn tượng như múa sư tử, các chương trình hoạt động nghệ thuật như các tiết mục chào đón năm mới của các em nhỏ và nhiều tiết mục khác diễn ra trong suốt thời gian tổ chức. Có tổng cộng 14 gian hàng tham gia, mỗi gian hàng mang một sắc thái riêng, mang đậm nét riêng của vùng miền như nem chua Thanh Hóa, giò bê Nghệ An, kim chi của người Hàn Quốc và nhiều mặt hàng khác. Vừa rồi là những tin chính trong bản tin chung cư Hyundai Homestead. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và quý cư dân. Xin chào và hẹn gặp lại.